Giờ thì các hoạt động kinh tế ở nhiều tỉnh thành đang dần mở cửa trở lại. Một trong những yêu cầu quen thuộc có từ lúc những nơi này còn bị phong tỏa, đó là việc phải xét nghiệm nhanh, gọi là tầm soát COVID. Chi phí cho dịch vụ tầm soát này lúc đi khám chữa bệnh chẳng hạn là ngoài 200.000 đồng, ông Hai kể. Cái giá là 238.000 thì 238 này nó là 10 đồng đô. Yêu cầu nhà nước mình là sẽ hạ xuống cái mức độ đó để mà ví dụ như là lấy cái tiền đó là khoảng chừng một 4 đô và 3 đô đó, để mà người dân mà sinh sống đó, trong cái thời buổi khó khăn này nó đỡ phần nào. Với người bị bệnh hiểm nghèo cần phải thường xuyên đến bệnh viện thì số tiền cho xét nghiệm nhanh là khá lớn, ông Long than vãn. Chú thì năm nay cũng là đi 63 tuổi rồi, mà cô thì năm nay cũng là 58, 59 rồi. Vào đây gọi là đi phụ hồ thôi, không may bây giờ là cô bị như vậy là ung thư như thế, thì như vậy là cũng rất là khó khăn. Mà nằm hồ thì cũng nghỉ khoảng 3 tháng nay rồi. Những người phải đi khám định kỳ đối với các căn bệnh mãn tính, cứ mỗi lần ra vô bệnh viện đều bắt buộc phải tầm soát nhanh coi có dương tính với COVID hay không. Giá xét nghiệm nhanh dao động từ 300.000 đổ lại. Với người nghèo khó chạy ăn từng bữa thì số tiền đó là khá lớn, ông Hai kể tiếp. Bên bệnh viện Lê Văn Thịnh đó, thì đi vô mỗi lần mà đi vô chích như vậy đó là phải test nhanh là 238.000. Đó, nhưng mà gia đình nó khỏi là khó khăn mà mỗi lần đi test như vậy á thì rất là khó khăn, mỗi lần test vậy là 238.000. Đó. Rồi xong rồi mới chích. Đó, thì người dân này á là khó khăn quá. Thực tế bây giờ dân nghèo khó khăn, đối với dân mà gọi có như ăn như để đó thì người ta thôi số tiền mà 238.000 không có lãi gì hết đó. Tội là tội cho dân nghèo. Mức giá ngoài 200.000 này, theo nhận xét của ông Long, là vẫn đỡ hơn nhiều so mức giá trước đó, song vẫn là khó. Ngày nào ra khám thì là test của ngày đó. Bây giờ test nó chỉ có 24 tiếng đồng hồ thôi, chứ nó không được hưởng như không có phải là test 72 tiếng thì như vậy là hết hơn 700 cơ. Mà test cái 24 này thì nó chỉ như vậy là có 240.000 thôi. Đấy. Cho nên là bây giờ nói thật, người dân lao động thì bây giờ các chú thì con người nó bệnh tật như thế thì buộc các chú dù rằng là đắt hay rẻ thì cái chuyện đó là tất nhiên chúng chú các chú vẫn phải thực hiện thôi theo đúng quy định của nhà nước. Quy định buộc phải test nhanh để tầm soát COVID khi người dân đến khám chữa bệnh hoặc theo định kỳ cho công việc ở công xưởng lẫn yêu cầu buôn bán hiện đang là gánh nặng chi phí so túi tiền đã cạn kiệt sau mấy tháng trời sống trong cảnh phong tỏa. Người dân mong được miễn hoặc giảm giá cho yêu cầu xét nghiệm này.